Ích kỷ là thứ khó soi nhất. Em có thể selfie, em có thể thấy trên mặt mình có nếp nhăn, có mụn, nhưng không bao giờ thấy mình ích kỷ. Ích kỷ là cái thứ mà không bao giờ tự tố cáo nó trong tấm gương mình soi mỗi ngày. Tại vì do đó mà ích kỷ bị coi là một cái từ xấu. Nếu mà mình bình tĩnh, mình đừng nghĩ xấu cho nó. Khi mình bình tĩnh như vậy, mình nhìn vô gương, mình sẽ thấy mình ích kỷ. Mình sẽ thấy rất rõ những khi mình ích kỷ. Tại vì cái này á, trong cái phim vừa rồi của Thành, của Trấn Thành, Miêu Thích Đích, đó là cái sự ích kỷ trong chính những cái hy sinh. Khi mà Thành nói rằng là ai thì cũng lên tiếng nói của nạn nhân á, thì đó là một câu nói chí mạng đối với những người mà làm việc nhiều với lại đối tượng là công chúng, là nữ giới như Miêu. Chúng ta trách, chúng ta than vãn và chúng ta đập đầu vào tường rất nhiều. Và mỗi lần như vậy làm cái công tác, ví dụ là tư vấn hay ngồi trò chuyện với chị em á, tiếp cận cái năng lượng tiêu cực và thụ động. Khi ta còn khóc, khi ta còn trách, khi ta còn hỏi, đó là ta còn lệ thuộc và đòi hỏi và dãy đành đạch và chỉ nghĩ đến mình. Và tất cả mọi người xung quanh là bị cáo, riêng mình là người bị hại. Thì cái điều đó nó không phải là một cái năng lượng sẽ hấp dẫn hay là thu hút điều gì may mắn hoặc là hạnh phúc đến cho chị em cả. Và nhìn kỹ lại vấn đề, tách mình ra khỏi chính mình, tự cười vào cái xấu xí, cái ích kỷ nho nhỏ của mình. Việc dãy đành đạch lên đòi hạnh phúc, việc dãy đành đạch lên không hiểu tại sao mình bị ly hôn, ly dị. Đương nhiên mọi người đều chia sẻ nỗi buồn đó của chúng ta, nhưng mà việc chúng ta níu dài những cái khóc than và trách cứ đó, nó sẽ đóng cánh cửa dẫn đến hạnh phúc. Cứ bình tĩnh nhìn lại và cười vào chính mình, thiệt sự ra mình cũng ích kỷ thấy mồ. Người ta đi rồi thôi kệ, người ta cũng có lý do của người ta. Bình tĩnh nhìn, dẫu khó tha thứ đến mấy đi chăng nữa, rất khó. Bình tĩnh nhìn, không cần tha thứ, chỉ cần nhìn, biết và hiểu cái cơ chế của đối phương. Vì sao người khác như vậy? Vì sao sếp đì mình? Vì sao bạn đó không chơi với mình? Vì sao cái người con trai đó bỏ mình đi? Không cần tha thứ, chỉ cần hiểu cái cơ chế nó là như vậy. Và nhìn từ góc độ của người khác để thấy rằng là ý trong cái vụ này mình cũng có ích kỷ. Chỉ riêng cái đoạn trước đây ta đã không nghĩ ở vị thế người khác. Không cần phải nghĩ cho người khác, mà nghĩ ở vị thế người khác. Thì nó đã giúp mình bình tĩnh nhìn cái ích kỷ của mình. Mình sẽ sống với nó. Nó luôn có bên trong mình. Mình sẽ mời bạn ích kỷ ngồi xuống. Bạn cứ ngồi xuống đó đi, bạn nói tôi nghe bức xúc của bạn là gì. Tại sao mà ích kỷ dữ vậy? Tại sao gom gom tém tém cho bản thân dữ vậy? Nếu mình không gom tém cho bản thân có chết không? Mình bình tĩnh mình nói chuyện với ích kỷ sẽ luôn ở đó. Và mình sẽ cho phép ích kỷ, bây giờ vậy ha, tôi không tiêu diệt bạn. Tại không có bạn thì tôi sẽ làm, người ta sẽ dựng tượng đài tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tôi sẽ là người đi hy sinh cho tất cả mọi người. Vậy tôi rất cần bạn ích kỷ ạ. Tôi cần bạn lắm. Nhưng mà nói nghe ha, mình tém lại bớt ha, ích kỷ ha. Trong những cái khoảng thời gian nào tôi sẽ cần đến bạn, cứu lấy tôi, ôm lấy tôi, chăm sóc cho tôi dùm. Và tôi sẽ cho bạn 1-2 tiếng đồng hồ để làm điều đó. Và sau đó bạn phải cho phép lại người thân của tôi bước vào, cộng đồng xã hội của tôi bước vào. Tôi còn sống với họ, tôi còn phải vì họ. Thì khi chúng ta giàn hòa và sống cùng với cái sự ích kỷ bên trong mình, thì chị nghĩ ngay cả bản thân chị cũng chưa đạt đến được cái sự cân bằng đó. Nhưng mà chị nghĩ là cái cách tập luyện như vậy, khi mình nói chuyện với những, gọi nôm na, những con quỷ bên trong mình, là những cái tánh xấu của mình. Miêu đầy á, miêu đầy luôn. Chắc là em cũng có, chắc là mọi người cũng có thôi. Chấp nhận nó, yêu quý nó, thậm chí thấy nó hay nữa. Mọi người hay nói với nhau là rồi làm vậy, nghĩ vậy là hay. Tôi có lý do cho nên tôi thấy nó hay. Và mình đặt tất cả những cái góc độ mà mình cho là tiêu cực đó, và đừng gọi nó là tiêu cực nữa. Đừng kỳ thị nó, không có body Samsung, ngay cả ích kỷ nữa. Chấp nhận nó, mình nó tốt vô cùng. Cái gì cũng vậy thôi, nó có liều lượng của nó. Và mỗi người sẽ cho phép, ví dụ như là một người mẹ mà hy sinh vì gia đình, vì con cái, vì chồng quá rồi, bây giờ không còn một cái gì cho bản thân, thì cái liều lượng ích kỷ của cái chị đó, nó cần nhiều hơn chút xíu để chị tập chỉ làm quen. Chị tập chỉ làm quen như nó. Mình tự mình đo được cái đó cho mình. Còn nếu mà một cái người nào mà bạn thấy bạn ổn nè, bạn lo cho
sự nghiệp, trí tuệ, nhan sắc, niềm vui, bạn bè, tình yêu của mình cũng khá là ổn. Thì mình tém tém cái kỹ lại. Tại vì giờ mình đầy đủ điều kiện để đứng ở vị trí của người khác. Nếu mà mình thật sự mình yêu gia đình á, nhất là những người đã làm mẹ, nó sẽ luôn có cái còi báo động bên trong mình à. Nếu thật sự yêu, đôi khi ta sa đà. Không thiếu gì, không chỉ riêng gì cái năm khó khăn về kinh tế. Phụ nữ nè, đừng giấu tôi chứ có mấy chị, mấy em nè, ghiền bánh bài, ghiền mượn nợ, ghiền chơi hụi. Và ta trượt vào, và cái còi báo động của ta nó tê liệt. Nó tê liệt luôn. Và nó kéo theo cả gia đình xuống cái vũng lầy nợ nần. Và phải nhìn nhận rằng đó là một cái thực tế rất là phổ biến. Thì lúc đó người xung quanh sẽ đánh động mình. Chỉ có điều là mình có nhìn tới họ không? Mình có nhìn đến cái sự tiều tụy không? Hay là đó là ở, thường là điều này xảy ra ở các gia đình mà có cái thu nhập thấp, thì thường là phụ nữ sẽ rơi vào cái thói quen đó. Bây giờ những gia đình có thu nhập từ trung bình khá trở lên, hoặc là ngay cả phụ nữ độc thân cũng vậy, từ có thu nhập từ trung bình khá trở lên, thậm chí là trí thức nữa, thì trong cái cuộc say máu sự nghiệp đó, buổi sáng đi từ bàn trang điểm ra đến cửa, mình có chạnh lòng nhìn thấy bọn trẻ con không được đưa đến trường, hơi hụt hẫng. Mình có lưu tâm cái đó không? Mình có để ý đến cái đó trong đầu không? Mình buổi tối về mình có chặn lòng là quên hôn con tạm biệt vào buổi tối, về thì con đã ngủ mất rồi. Thì lưu tâm đến những cái ò e nho nhỏ đó bên trong mình, chỉ bằng cách là nhìn ra xung quanh thôi. Đừng đi ra đi vào và chỉ có cắm mặt xuống đất là tôi phải đi từ điểm A đến điểm B, tôi phải đi từ nhà cho đến sở làm. Thử nhìn xung quanh một chút xíu thì cái còi báo động của mình nó sẽ giúp mình cân bằng mọi việc lại. Còn chuyện cân bằng hay không, do mỗi người quyết định thôi. Yeah. Thích nhìn thấy phụ nữ vui vô cùng. Tại vì em phải biết là cái yếu tố ích kỷ trong người phụ nữ khi mà nó được đánh thức. Tại vì bọn tớ có một cái thiên chức là khi mà bọn tớ làm cho người thân của mình vui á, bọn tớ vui lắm. Yeah. Cho nên nếu mà phụ nữ ích kỷ nha, thì để làm trái tim mình rộn ràng, làm trái tim mình vui á, bao giờ mình cũng sẽ muốn thấy người thân. Đôi khi cái người phụ nữ ích kỷ nhất là cái người có khả năng làm cho gia đình mình hạnh phúc. Còn lao tâm khổ tứ và cứ đặt cái chữ hy sinh, xăm cái chữ hy sinh lên trán, đôi khi nó là một liều độc dược cho người thân. Ích kỷ đi, đi chơi đi, đi mua sắm đi. Vì tôi tin là ở góc độ đại diện của Adam, trang điểm mẹ mình hạnh phúc, mẹ mình vui, hơn là nhìn thấy mẹ suốt ngày mặt mọc đầu cuốn 12 cái lô, đúng không? Long mà nhìn thấy cái gì hơn? Dạ, mẹ em. Chị là cái đứa to mồm nhất trong cái trò là phản đối là cái việc tại sao phụ nữ phải lệ thuộc vào quà với hoa của đàn ông vào ngày 8 tháng 3. Bây giờ mình là người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ rồi, mình không cần. Mình lên tiếng, mình nói mình quên ngày này đi cũng được, nếu mà đã bình đẳng đâu cần ngày này. Chị sống như vậy trong rất là nhiều năm. Cho đến khi vào những ngày như là 20 tháng 10, 8 tháng 3, đi diễn khuya về, thấy trên vỉa hè người ta bán bông là từ khuya ngày 7, là người ta đã thức xuyên đêm người ta bán bông rồi. Và mình đang cảm thấy là ở ngoài kia có một cuộc vui rất lớn, và mình không tham dự. Và chị tự hỏi chị, bây giờ mặc kệ nó có ý nghĩa gì hay không, nó vui mà, thương mình đi, mở lòng mình ra để nhận quà, để nhận hoa. Đó là cái first step, cái bước đầu tiên trong cái việc là tập cho mình vị kỷ. Thì sau đó khoảng 2-3 năm thì đến cái năm này, đến năm gần đây á, thì cũng cái suy nghĩ đó, tối ngày 7-3, chị đi bộ từ nhà chị ra siêu thị khuya, đói bụng quá ra kiếm gì về nấu ăn. Thì đi ngang một cái hàng hoa có mấy bạn, chắc là độ tuổi sinh viên, mấy bạn thức xuyên đêm, mấy bạn mắc bông. Và mình lại, cái suy nghĩ đó lại thức dậy trong miêu, ngoài kia đang có một cuộc vui. Ngày mai chắc là mình cũng sẽ được nhận hoa và quà. Và tự dưng mình chợt nhận ra là cái em bé đó, cái cô gái bán đó, bạn ấy thức nguyên đêm giữa một rừng hoa, ai sẽ tặng hoa cho bạn ấy ngày mai? Và chị chợt nhớ đến mẹ chị. Trong rất nhiều năm, với một đứa con gái chủ trương là không cần ngày 8 tháng 3, thì người mẹ của cái đứa con gái đó cũng bị bỏ quên. Tại vì khi tôi không nhận quà của ai thì không ai được nhận quà từ tôi.
ngoài kia có một cuộc vui, cân vị kỷ của chị trỗi dậy và chị muốn, đúng, chị muốn ngày 8 tháng 3 vùng lên và đòi cho mình một cái quyền. Quyền được nhận chị đã có, quyền được trao chị cũng phải ngang bằng với đàn ông chứ. Tại sao lại chỉ có cho đàn ông cái quyền được trao đi vào ngày đó? Thế là cân vị kỷ của Thúy Miêu nổi dậy vào ngày 8 tháng 3, vùng lên, trỗi dậy, giành quyền tặng quà của đàn ông. Các người sẽ không có cơ hội tặng quà, tại vì khi mà phụ nữ tặng quà cho phụ nữ, chúng tôi biết phải làm như thế nào cho tinh tế nhất. Chúng tôi biết cách chọn hoa, chúng tôi biết cách mua quà, chúng tôi biết cách gói ghém, chúng tôi biết cách nói lời chúc thành tâm nhất đối với phụ nữ. Vậy thì khi cơn vị kỷ của chị lên đêm 8 tháng 3 của chị, mẹ chị rất là vui, đó là lần đầu tiên chị mời mẹ đi ăn cơm, chứ không phải là được ai đó mời chị đi ăn cơm tối vào 8 tháng 3. Chị mời mẹ, lần đầu tiên chị tặng mẹ một món quà, lần đầu tiên. Và lúc đó chị hiểu thấu đáo rằng là trời ơi, mình lớn gần này tuổi rồi, mình mới biết là cái cuộc cách mạng đòi bình quyền bình đẳng giới của ngày 8 tháng 3 đó, thật sự mình vẫn chưa được giải phóng. Ngày nào mình vẫn còn đang đưa tay ra chỉ để nhận.